Công tác chăm sóc và cấp cứu quân dân trên quần đảo Trường Sa cũng là một trong những thành tích nổi bật của ngành quân y Việt Nam. Trong 5 năm qua, các bệnh xá trên quần đảo Trường Sa đã khám bệnh và cấp thuốc cho hơn 56.000 lượt quân dân trên các đảo, cấp cứu cho 412 trường hợp, trong đó 95 bệnh nhân cả quân và dân đã được vận chuyển về bờ cấp cứu bằng tàu biển hoặc máy bay quân sự. Những người thầy thuốc quân y nơi đầu sóng ngọn gió và tuyến đầu cấp cứu biển đảo đã không quản ngại khó khăn vất vả, đồng hành sát cánh để bộ đội thêm vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo, ngư dân thêm yên tâm vươn khơi bám biển. Đây là hai bệnh nhân nặng vừa được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ đảo Trường Sa lớn và đảo Sinh Tồn về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. Thời điểm trên đảo, hai bệnh nhân đều trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, Bệnh viện Quân y 175 và trực thăng của binh đoàn 18 đã thực hiện chuyến bay cấp cứu để cứu sống người bệnh. Chúng tôi đã nắm bắt tình hình bệnh nhân, hai bệnh nhân ở đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn và quyết định tiến hành bay ra đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn để cấp cứu bệnh nhân. Thời gian khởi hành là 7:52 tối ngày 22 tháng 2 và tiếp cận bệnh nhân lúc khoảng 11 giờ đêm ngày 22 tháng 2. Nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền, Bệnh viện Quân y 175 đã xây dựng sân bay trực thăng tại tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình. Máy bay sẽ bay thẳng về bệnh viện để phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu người bệnh. Được sự quan tâm đầu tư của Bộ Quốc phòng và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175 cũng đang triển khai xây dựng một trung tâm cấp cứu đường không, đường bộ và đường thủy. Và như vậy, bệnh viện có thể thu dung cấp cứu kịp thời bệnh nhân ở bất cứ khu vực nào, đặc biệt là trên tuyến biển đảo Trường Sa. Cái phương tiện vận chuyển, ta có thể nói rằng là trước đây chúng ta chỉ có loại máy bay mà để bay ban ngày được thôi. Thế nhưng bây giờ chúng ta đã có thủy phi cơ, chúng ta đã có trực thăng hiện đại, có thể bay trong những cái thời tiết xấu, có thể bay đêm. Như vậy là chúng ta đã cướp được cái giờ vàng rất là quý giá của bệnh nhân. Chúng ta đã có một cái hệ thống tổ chức chỉ huy. Như vậy, từ khi nhận lệnh xong thì chúng ta đã khẩn trương đưa được vào cái mệnh lệnh bay và chúng ta đã làm tốt cái điều này trong thời gian qua. Trong những năm qua, bệnh xá trên các đảo của quần đảo Trường Sa đã đưa vào hoạt động rất có hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến telemedicine với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành tại các bệnh viện quân y ở đất liền. Nhiều ca phẫu thuật phức tạp đã được các bác sĩ ở Trường Sa tự tin thực hiện thành công, cứu sống nhiều người bệnh như xử lý điều trị thành công nhiều ca chấn thương sọ não, chấn thương cột sống. Mỗi một cái đảo chìm ấy, là chúng tôi đã có những cái tổ quân y mà do quân chủng hải quân luân phiên để đảm nhiệm. Mỗi một cái đảo nổi thì có một tổ quân y do các bệnh viện quân y luân phiên để đảm nhiệm. Năm 2019 đã vận chuyển được 11 chuyến bằng máy bay quân sự. Và đấy là cái nội dung nổi bật trong cái công tác này. Tất cả những cái nội dung này nó tạo nên một cái niềm tin cho nhân dân ở các cái vùng biển đảo yên tâm vươn khơi bám biển. Tôi cũng không có gì hơn là cảm ơn, trước là cảm ơn các bác sĩ ban đầu đưa con tôi về kịp thời, sau là cũng cảm ơn các bác sĩ, các cô điều dưỡng ở bên quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh cứu chữa con tôi bệnh tình như vậy, là con tôi bệnh đi cũng ổn cũng được. Tôi rất cảm ơn, chân thành cảm ơn nhiều. Năm 2020, ngành quân y sẽ tập trung đào tạo, nâng cao trình độ cho các bác sĩ trước khi ra công tác ở Trường Sa. Mục tiêu đặt ra là mỗi bác sĩ, điều dưỡng viên phải thực hiện tốt nhiệm vụ trong điều kiện tác chiến độc lập, cùng một lúc phải thực hiện được nhiều nhiệm vụ để đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa.